lên cái mã này số 23 đi cả nhà ơi. Mã số 23 này. 300.000 10 cây này. 300.000 10 cây mã số 23 này. Đây này, lên con đầu tiên này các bác này. Đây nhá, 10 con nha các bác nhá. 10 con. 1 này. Để em quay nó xa xa ra một tí, khả năng các bác nhìn nó dễ hơn. Một con, hàng này là hàng bé nhá. 1 này. Để em vỡ ra. 2 này. Hàng này thì hàng to hơn cục cục này một chút. 2 này. 2 cục này. 3 cục này. 4 cục này. 4 cục này. Tóm lại nó là hàng nhỏ. 5 cục này. 5 cục nhá. 5 này. 6 này. Này dài này, 6 cục này. 7 cục này. 8 cục này. 9 cục này. 10 cục nha các bác ơi. 10 cục nhỏ nhá. Đấy. Combo. Nào đến kiện thứ hai, giá bao ship rồi nha mình, cả nhà mình nhá. Ví dụ như là cái kiện này là 300.000 thì đã bao ship rồi. Nào tiếp đến kiện bên này đi. Xem nó có những cái gì nào. Mã số trước đi. Mã số 24 này, cả nhà nhìn để ý mã số này. Mã số 24 này, 300.000 12 cái. 300.000 12 cái con đầu tiên này. Đây, 1 này. Hàng này hàng bỏ chậu và ghép nhỏ đều được nhá. 1 này. 2 này. Cái thứ hai này. Đó, 2 này. Hàng này thì gọi là hàng bình dân thôi. 3 này. 3 này. 4 này. Hàng cái cành cành ấy các bác, để các bác bỏ vào chậu này. 4 này. 5 này. Đấy, 5. 6 này. Đây 6 đây. 6 này. Về ghép lan thông thường không có gì là xuất sắc lắm, nhưng mà nói chung hàng nhỏ rất nhiều bác thích. 7 này. 8 này. Con này chữ L này. 8 này. 9 này. 9 này. Và 10 nhá. Con này nó còn vét một tí chậu rồi cơ. 11. Hàng này thì là tầm khoảng cỡ tầm 40-45 phân. 12. 12 cục cái kiện này các bác nhá. 300.000 12 cục. Lưu ý cái mã số hộ em. Tiếp đến cái kiện có cái rổ đỏ này đi. Kiện này là mã số 22. Mã số 22. Con đầu tiên này. 350.000 14 cây. 350.000 14 cây mã số 22. Đấy, 2 này. 3 này. Hàng nhỏ nhỏ xinh xinh. 4 này. Đấy. 5 này. Cũng được các bác ạ. 6 này. Bé nhưng mà rất là hay. 7 này. 7 cái này. 8 này. 9 này. Đấy, 9 nha. Con này vẫn hơi ướt một tí, em vừa rửa hôm qua mà. 9 này, đẹp chưa? Các bác nhìn đẹp đây, em quay lại cho con này. Con số 9 này đẹp không? Cây thì 9 này. 10 này. 11 này. Đấy, đẹp không? 12 này, treo này. 13 này. Ôi xinh quá. Bộ này đẹp quá. 13, 14 nhá các bác ơi. 14 cái. 14 cái 350.000. Đấy. Mã số có rồi các bác nhá. Đây lên mã này nữa đi. Mã 25. 25 350.000 hai cái. Đẹp chưa? Các bác nhìn này. Đây. Đây là cái đầu tiên này. Các bác nhìn thấy giống không? Đây. Cây có chạc đấy nhá. Đấy, em quay xa cho các bác nhìn. Cây này đẹp phết đấy các bác ạ. Đặt nằm ngang này thì giống kiểu con rồng, con vịt, con chim gì đấy. Đấy. To đấy, hàng này to đấy. Một cái này, cái thứ hai này. Cái thứ hai tự đứng được luôn này, 350.000 nhá các bác nhá. Đây cái này này. Cái trên cân này nhá. Là cái thứ hai nhá. Mã này 350.000 này, hai mặt. Quay hai mặt cho các bác xem. Con này gỗ kháo. Đấy. Ok nhá các bác ơi, mã lên mấy cái mã này trước, sau đó là lên cả hàng treo này các bác này.
lên cả hàng treo luôn nhá. Rồi là hàng trụ, đâu xem nào xem mấy con trụ này có lên được không. Thực ra là nó hơi to. Đây, em cố em kéo ra. Đây. Con này đẹp. Con này là mã số 19-400.000. 19-400.000, ok các bác ạ. Được đấy ạ. Đấy, một mặt nữa đây này. 400.000, con này cao nhá. Cao to đấy, dáng đẹp. Cao chắc phải tầm 80 phân. Úi, 80 phân. Tiếp này. Cây này 20 này, mã số 20-660. Con này hơi nặng một tí. Hơi nặng một tí xíu. Để các bác nhìn dáng trước này đây, con này này. Đây. Đẹp đấy, con này đẹp đấy các bác ạ. Đẹp đấy ạ. Mà tự đứng được luôn này. Gỗ đặc và nặng nhá, đây mặt sau này. Em thấy hợp lý đấy ạ. Được. Tiếp con nữa. Con này đi. Con này mã số 18-350.000. 350.000. Chưa cần xem dáng, nhìn cái lũa như này đã thấy thích rồi. Căn bản em mà đặt được lên bàn thì nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn. Được đấy các bác ạ, mã này cũng ok. Với cái tầm giá đấy các bác ạ, trước sau đều được, càng phôi nhá. Rồi tiếp con này. Con này gần như là giống như một cái bệ. Nếu mà đặt như này đây, như một cái bệ như này. Cụ này cũng đẹp. 21, mã số 21, 490. 490 con này. Gỗ nhẵn, đẹp. Lũa nhiều, dựng lên nhá. Dựng lên cũng đẹp luôn. Một nữa. Và bây giờ thì sẽ là vào cái mã số 165. Khi mà các bác mua hàng chốt đơn ấy, thì các bác cứ giúp em là chọn đọc mã số kỹ, là tránh nhầm lẫn thế là được thôi các bác ạ. Bởi vì là rất là dễ, nói chung là rất là dễ chốt, các bác gọi điện trực tiếp cho em là nhanh nhất. Cái lô hàng gỗ kháo này thì phải nói là rất là chất lượng và hình thức thì đẹp các bác nhé. Lên những con chậu treo như này cho các bác này, hàng làm kỹ nhé. Các bác lưu ý giúp em là cái hàng này là hàng làm kỹ. Ở đây là mã số 165, em đang bán với giá là 560.000. 560.000 cho một chiếc như thế này các bác nhé. Các bác nhìn xa giúp em đi ạ. Lòng chậu rất là sâu ạ, em thiết kế lòng sâu. Bởi vì sao? Bởi vì để cho các bác trồng nó sẽ được đẫy đà hơn, sẽ được nhiều diện tích hơn. 560.000 là đã về đến nhà mình rồi. Một con chậu tay treo rất là đẹp luôn các bác ạ. Yên tâm là cái lô hàng này em ra là con nào cũng, nói chung là nó tương đương nhau rất là nhiều luôn, không bị xấu. Lát nữa thì em sẽ lên một cái lô nó rẻ hơn một chút là sẽ có nhá các bác nhé. Bây giờ là một cái con này là siêu to luôn các bác này. Cái lòng siêu to luôn. Các bác có thể đặt đứng như thế này được. Đấy thì là nó sẽ là thành một cái chậu bệt được cho các bác nhé. Mã số 178, mã số 178. Em lên giá là 790.000 con này nhá. 790.000, em quay cho cả nhà mình xem trước này. Đây ạ, đặt đúng nó lên nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ như thế này này. Các bác nhìn xung quanh giúp em này. Quay rất là chậm và kỹ để các bác xem được nó kỹ hơn nhá. Và cái đây là cái lòng chậu này. Lòng chậu siêu to luôn ạ, hàng treo. Còn đây cái mặt lưng này các bác nhìn là đã biết là cái gỗ nó rất là rắn. Cái hàng này các bác yên tâm nhé, đánh viền coi như là kể cả những cái mà đánh viền này rồi là từ cái làm lòng chậu này nhá. Nhà em làm rất là kỹ. Yên tâm, mã này là một mã đẹp. Mà với cái giá hôm đầu tiên này thì sẽ là cái giá mức giá hợp lý nhất cho các bác nhé. Liên tiếp một con nữa này. Con này treo này các bác nhìn thấy không, cái lòng chậu nó tròn vo như này luôn này. Cái lô này rất là ưng luôn nhà mình ạ. Mã số 175 tiếp theo. Mã số 175 là cái con em đang cầm trên tay này, giá là 680.000. Bao ship về tận nơi ạ, nhà mình nhìn cái lòng chậu giúp em nhá. Đó, em sẽ quay cái lòng chậu để các bác nhìn. Và cũng đưa đi đưa lại như này để các bác nhìn nó được kỹ hơn các cái góc khuất. Đấy, còn cái bên cạnh này. Đấy, xoay cho các bác xem cái bên cạnh này. Gỗ rất là rắn và chắc mà nó lì ấy. Cái gỗ nó lì luôn ấy ạ. Hàng này thì em có cả hàng gỗ sầm đỏ nữa, lát nữa em sẽ lên cả gỗ sậm nữa. Một con này nữa là gỗ kháo, cũng là gỗ kháo. Cái lô đầu tiên này toàn gỗ kháo thôi, con này rất là xinh luôn các bác nhìn lòng chậu này. Xinh lắm ạ, mã số 171. 171 giá em đang bán là 490.000 ạ. 490.000 đã bao gồm ship cước. Đấy, các bác nhìn nhá. Đây, bê lên đàng hoàng thì nó như một cái cánh buồm luôn ạ. Đó. Xoay cho các bác nhìn để nó kỹ hơn ý. Nhà mình xem nó kỹ thì mình mua nó dễ. Tiếp nào. Tiếp đến là con này dáng cũng đẹp này. Nhà mình nhìn dáng trước nhá. Đây, nhìn một mặt bên này trước đã thấy đẹp rồi đúng không ạ? Con này là mã số 176. 176, 660.000. Đấy là cả ship rồi đấy. Cả công cán làm luôn đấy, các bác nhìn này. Được một cái mặt này nữa này. Đó. Treo xung quanh tròn vo như này luôn các bác nhé. Đấy, em đánh cho các bác xem như thế này này. Và cái lòng ở đây giữa này. Thoát nước rất là dễ. Nhà mình không lo là bị bí đâu. Bởi vì là em làm cái hàng này, nhà em trồng là em biết. Yên tâm là hàng phải rất là ok cho các bác. Tiếp đến con này. Con này mã số 177 giá 590. Chậu tròn vo luôn, cái lòng chậu các bác nhìn em tròn mà rất là sâu nhá. Yên tâm là sâu nhá, sâu lòng bình thường nhá.
Những cái hàng sâu như này thì nhà mình ghép nó dễ, mà nó tròn tròn xinh xinh như này nhá. Đó. Mã số 177590 các bác nhé. Đã bao ship rồi đấy. Cả tiền công cán rồi, bao ship và gói, đóng gói về nhà mình luôn. Các bác chỉ việc nhận tại nhà thôi. Đợi để em xem có con nào nữa em lên nó. Một hai con nữa nhá. Đây có con này dạng lũa nhiều này, mà nó lại nhẹ. Đây trông như cái thuyền luôn. Mã số 170 giá 590. Mã số 170 giá 590.000. Bao ship ạ, nhà mình nhìn cái lòng thuyền này. Đấy, sâu nhá các bác, các bác nhìn thấy tôi như rất là sâu nhá. Bởi vì con này ở trong nó không vết lòng mà nó là lũa. Đại loại nó là lũa. Nhưng mà như thế này thì các bác ghép tốt rồi. Các bác nhìn xem dáng đây. Đấy, bê lên cái dáng như này. Ghép rất là đẹp, con này lũa đẹp luôn này. Ở trong là em thấy là nó có cái dáng lũa rồi nên em không muốn vết vào nữa, không muốn động tay vào ấy. Động vào nó sẽ không được đẹp như này nữa nên là để nguyên, nó sẽ trông nó sẽ xinh hơn, đặt lẫn combo cho chị. Lên lẫn nhau mới được. Nên là các bác xem video thì các bác vui lòng giúp em là cứ xem hết video và kéo dài video giúp em nhé. Bởi vì em sẽ lên đa dạng, rất là đa dạng ạ. Mỗi lúc em sẽ lên một chút nên là các bác cứ ở lại video để xem được những cái món đồ mà mình thích nhá. Em lên con này là mã số 150150, bạn em bán giá 560.000. Hàng to các bác nhá, em để lên bỏ cái này cho chị cái. Ít thì ngã. Kéo 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 nó ra. Chết thôi. Bạn này là mã số 150 giá bán là 560.000. 560.000 đã bao gồm ship ạ, con này to nhá. Lòng chậu sâu thì các bác nhìn này, lòng sâu và cái dáng nó khá là bay. Bạn này to và nặng nhá, dáng bay. Đây này em thả xuống cái đoạn hàng treo là được. Lên con tiếp theo mã số 151 giá 680.000. Bạn này cũng rất là sâu ạ. Bạn này cũng rất là sâu các bác nhé. Hàng đẹp sâu này các bác nhìn trước này. Đó. Em chuyển cái bộ này vào đây, sau đó lại lấy thêm một bộ nữa được. Đó thì nó dễ. 151 680.000. Con này thì hàng đẹp các bác nhé. Mã này em khuyên các bác chốt được mã này. Các bác nhìn xa này. Em quay xa để các bác nhìn dáng này. Nhìn trước sau này rất là tròn trịa ạ. Cực kỳ là tròn trịa nhé. Em đánh sóng cho các bác nhìn nó dễ hơn là hình dung, mình sẽ hình dung được cái độ võng của cái sản phẩm nhá. Đấy, còn da lũa yên tâm, con này gỗ kháo. Tiếp một mã gỗ găng bầu đi ạ. Con này găng bầu đẹp này. Mã số 146 780.000. Con này thì rất là đẹp các bác nhá, mà gỗ găng bầu là cái gỗ mà nói chung là yên tâm rồi. Đấy, nhà mình yên tâm là mã ổn nhá. Lên hàng combo. Đây em xây các bác xem lòng chậu đã. Đấy, cái lòng ở trong ngà trong này rất là to và nói chung là mã này hơi to một chút. Các bác nào kết được lẫn 113, mã số 113 giá bán là 480.000 con này. 480.000 con này các bác nhá. Các bác nhìn lòng chậu giúp em đi ạ. Chất liệu gỗ sậm, nặng tay, chắc tay và đẹp nhá. Nếu mà so với những cái dòng gỗ khác thì nó đã là nhẹ rồi. Thì là nhà mình ghép treo rồi, nó không sợ bị nặng quá đâu. Nào lên tiếp con nữa nào. Để em bẻ cái máy lên một chút nhá, các bác nhìn nó sẽ dễ hơn. Đấy, nhiều lúc hàng to thì lại phải lên lên nó gần. À là hàng to thì phải lên nó xa một chút. Lên con mã số 35 giá bán là 650.000. 650.000 con này nhá. Đấy, con này liền một khối này. Chất liệu gỗ kháo nhưng mình nhìn này xa này. Hàng này các bác nếu các bác khéo tay thì mình có thể ghép lên tận đây được luôn. Lòng chậu thì đương nhiên nó ở trong này rồi. Thế nhưng mình khéo tay thì mình ghép tít tê cho em vẫn được luôn nhá. Dài to. Nói chung là bác nào mà mình có nhu cầu mà xem hàng riêng ấy, thì cho các bác kết bạn Zalo xem nhé. Em lên con này mã số 98 giá 420.000. Chất liệu gỗ găng bầu ạ. Các bác nhìn dáng cho em trước đi. Đó, xong rồi em sẽ quay lại gần cho các bác xem này. Vân gỗ này, đằng trước sau này lũa rất là đẹp nhé. Con này treo thì nhẹ tênh luôn. Đấy, nhẹ tênh luôn ạ. 420. Lên tiếp con số 110. 110 ở đây giá 400. 110 ở đây giá 400 ạ. Đấy, chưa được rất nhiều dáng các bác nhé. Giá 400.000 bao ship ạ. Bao ship nhà mình luôn rồi nhá. Mỗi con chậu treo như này. Về các bác đóng móc là treo được luôn nhá. Lên tiếp đi xem nào. Xem có con này nữa. Con nào em bốc được lên em bốc luôn. Hàng đằng sau nhà em nhiều lắm. Các bác mà xem mà vẫn chưa ưng lắm ấy, thì nhà mình cứ vào Zalo đi. Xem nhiều hàng lắm ạ. Em lên tiếp con số 58. Giá bán là 580.000. Con này siêu to mà có 580.000 thôi. Nhà mình nhìn giúp em này. Đấy, cái dáng nó thuyền bay ra đây nhá. Còn đây là lòng chậu nhá. Đó, nó kiểu như vậy. Hàng to. To nhưng mà nó không nặng đâu, cái gỗ này nó không. Bây giờ thì em lên một số những cái ảnh cái sản phẩm hàng gỗ kháo này các bác nhá, trụ nhá. Nhiều con trụ đẹp mỹ mãn luôn này các bác này. Chất gỗ thì không phải bàn đâu.
Đây em soi cái gỗ trước các bác xem đã. Sau đó là em sẽ lên từng mã nhá. Em chụp ảnh hết rồi, các bác vào Zalo xem là có ảnh luôn nhá. Có ảnh luôn, có ảnh sẵn luôn đấy ạ. Rồi bây giờ em để em quay từng ảnh một cho các bác. Chậu thì là chậu căm xe rồi, size 20 cả vành ra 23, chậu rất là đẹp, không có gì phải chê luôn nhà mình ạ, yên tâm nhá. Ảnh em chụp đây các bác ạ. Đây là ảnh em chụp nhá. Cái mã này em lên là mã số 367 này. Mã số 367, giá bán là 2.350.000 con này cả ship rồi. Kích thước cao 1m05, chiều rộng là 80 và chiều sâu là 67. Mã này không nhỏ đâu các bác ạ. À, các bác để ý cái kích thước giúp em. Đây, còn đây là lũa trên này. Lũa trên đây nhá. Lũa kháo, chất lũa rất tốt các bác ạ, yên tâm nhá. Nào, tiếp đi ạ. Tiếp con này là mã số 368. Mã số 368, giá bán 1.790.000. 1.790.000 bao ship. Kích thước cao 1m15, rộng 70 và sâu là 48. Chất liệu gỗ găng bầu á. Nhà mình có thể soi cho em từ dưới lên trên cái lũa xoắn, kiểu như là cái sóng quận của nó ấy. Đẹp lắm. Gỗ găng bầu thì nó quá là truyền thống và nổi tiếng để ghép lan rồi. Đây ở khu vực Lạng Sơn bọn em các bác nhá. Chậu cam xe size 20. Tiếp theo là mã số 364. Mã số 364 có giá bán hiện tại là 1.090.000. 1.090.000 cả ship. Cao 55, rộng 72 và sâu là 58. Chất liệu gỗ kháo. Phần trên là dạng lụa sụn, các bác có thể thấy nếu mà nhìn qua qua là cũng thấy những cái chun này, chun sụn này. Em gắn gọi là trang trí hai cái chậu lên bên trên thôi. Còn lại là để cái gáo dừa cho nó xinh. Và cái thiệt chân của nó này cũng là bằng gỗ kháo, em xẻ 3 phân nhá. Cái đĩa kháo này bình thường đã bán vài trăm nghìn rồi đấy ạ. Tiếp theo là mã số 365. 365, 2.880.000. 2.880.000 cả ship. Chiều cao 1m18, chiều rộng là 96 và chiều sâu là 65. Lũa có dáng bay theo cái kiểu dạng như là như cái hình cánh buồm đấy ạ, được bố trí gáo xung quanh thì cũng khá là đẹp. Chất gỗ thì yên tâm cả nhà mình nhá. Vào Zalo gọi điện cho em trực tiếp video, em nghĩa là em sẽ đi ra xưởng để các bác xem hàng luôn, xem chất gỗ luôn. Còn thật ra là chất gỗ là em rất là tự tin nên các bác yên tâm này. Tiếp theo mã số 363 đang có giá bán 1.690.000. Các bác lưu ý giúp em, toàn bộ ảnh em lên đây là đã đều có kích thước ở bên góc trái, ở góc trái màn hình, là cao 90, rộng 82 và sâu là 54. Bạn này to, lũa sâu đối xứng hai bên, lũa rất là đẹp. Các bác nhìn mã này ngoài đẹp mê ly luôn ạ. Em mời nhà mình vào Zalo chốt đơn để xem kỹ hơn. Còn không, các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em, là những cái mã hàng này em đảm bảo với các bác là xịn mịn đẹp luôn. Yên tâm các bác nhé, cứ gọi điện cho em là chốt được đơn thôi. Em lên con này mã số 369, giá bán là 690.000. Xin lỗi, 1.690.000 đồng. 1.690.000 đồng cho mã này bao ship. Chiều cao tận 95 luôn, chiều rộng 82 và chiều sâu là 60. Chất liệu gỗ kháo. Em lên từ nãy giờ vài con gỗ kháo rồi các bác nhé. Hàng này thì yên tâm luôn, riêng hàng gắn chậu thì không có gì phải suy nghĩ cả. Yên tâm các bác nha. Đó, các bác cứ lưu lại cái ảnh này về để mình xem. Đây, để em xem còn cái mã nào nữa. Em lên lên nốt. Em lên một số cái mã chậu, một số cái mã nhỏ nữa nhá. Để em lên một số mã nhỏ nữa nhá. Trụ bát này. Như con bát này là 100, à đâu, 1.680. 1.680 bao ship. Nhớ như lúc xem không nhớ. Có mã số đấy nhá, mã 326 này. 350 này, mã số 350 giá 2 triệu này. Đây, lên một số con trụ gáo dừa đi. Trụ gáo dừa này các bác ơi. Con này mã số 358, giá 750.000 cả ship rồi. Cao 68, rộng 62. Em mời nhà mình vào em gửi ảnh nhá. Gửi ảnh cho nhà mình qua tin nhắn. Tiếp, con này 359, mã số 359 giá 680.000. Kích thước cao 78, rộng 52. Đấy, nhà mình nhìn cho em nhá. Lên tiếp mã này 750.000 này. 750.000. Đấy, soi kỹ này.
5 gáo, mã số 353, giá bán là 750.000 này. 62 nhân với 70. Mã số tiếp theo 356, giá bán 680.000 ạ. Kích thước cao 80, rộng 56. Tiếp là mã số 355, giá bán là 950.000. Cao 70, rộng 74. Trụ gáo dừa mã số 360, mã số 360, 790.000. À đấy, em xem lên con trụ to nhá, xem là có con trụ to nào nhá. Trụ to này không biết có còn không. À đây có con trậu này rẻ này các bác này. Mã số 342, cao 52, rộng 43, sâu 32, lũa trậu, lũa tự nhiên gỗ kháo. Giá bán là 550.000, 550.000 đồng. Trụ 3 bát, trụ 3 bát em đang có mấy con. Có sẵn luôn nhá. Trụ gáo dừa này nhiều con xinh lắm ạ. Nhiều cái hàng đẹp lắm. Nói chung là gửi hàng cho các bác nó nhanh hơn là quay trực tiếp. Tiếp theo là cái mã hàng gỗ sậm đỏ nhá. Anh quay một vòng cho em ấy. Con này không hơi to to nên là em không đặt lên bàn đâu. Em để quay dưới đất luôn vì nó cao to nhá. Cao chắc đâu đấy khoảng 1m2. Anh em xoay bên này đi để em đọc mã đã. Rồi để nguyên lên đã. Đây nhá các bác nhìn dáng đi nhá. Đấy các bác ngắm dáng một chút đi đã này. Đây cho em đọc giá cho các bác này. Mã này 450.000 nhá. Mã số 125, mã số 125, 450.000. Đấy, quay một vòng các bác xem. Mã này đặt trên bàn thì nó sẽ to nhá. Con này là hàng phôi nên là nó liền khối nha các bác ơi. Có 3 cái chạc lên đấy, 450. Xoay nữa đi anh. Cứ xoay mấy vòng mà thì là nó dễ nhìn. Ok rồi, chuyển mẫu khác đi anh em. Đây để lấy sang con khác nha các bác ơi. Nhiều hàng lắm, đấy anh cứ dựng như thế. Tiếp nào. Rồi, hàng này là hàng phôi nha các bác ơi. Hàng bình thường mà em vẫn hay lên ở trên bàn đấy ạ. Con này em đọc mã trước nhá. 350.000 con này này. Mã số 126, 126, 350.000 ạ. Đã bao gồm phí ship rồi ạ. Rồi, anh dừng lại một chút đi. Dừng lại một tí để cho các bác nhìn đã. Đấy, các bác nhìn cái lũa ở giữa cho em nhá. Cái phần này theo em thì nó là mặt trước đấy ạ. Nếu mà các bác dựng trụ nhá. Đặt nằm ngang, các bác hơi xoay cái điện thoại ra em tí. Quay lại mặt kia đi ạ. Chỉ cần có hai mặt thôi, lên anh cứ quay hai mặt là được. Đấy, hai mặt này. Rồi, con này hai chạc nhá, ok. Đây, đến con này đi. Một con một thôi. Có mấy con mà nó dưới 300, các bác cố gắng là chọn giúp em thêm một cái nữa nhá. Để cái đơn hàng nó đủ đơn nhá. Mã này là 127, mã số 127, giá 200.000. Con này xoay tròn luôn anh ạ. Đấy, lũa hai đầu luôn ạ. Rất là đẹp nhá. Dài khoảng cỡ tầm 90 phân, 95 phân. Tròn đều ạ. Ok ạ.